vụ đánh ghen ngang ngược đến từ vị trí của Đần Tiểu Tam với cô Sen. Nuôi một bé Goji cho vui nhà vui cửa, vậy mà nó nở chỉ thích mỗi anh Sen, còn cô Sen thì nó đá vào tận chuồng gà nào, suốt ngày lúc nào cũng bám dính lấy anh. Đơn chính thức trở thành cô Tiểu Tam trơ tráo nhất quả đất này, không những ôm ấp chồng người ta ngủ mà nó còn không cho chính thức lại gần. Cô chú coi đấy, chửi gì mà chửi quá trời quá đất, thở hổn hển coi bộ là tức lắm rồi. Bà đi ra, bà đi ra, ai cho bà nằm chung với anh Sen của tôi. Hết nói nổi với Đần đanh đá, Tiểu Tam mà hay quay ra ghen ngược với chính thức quá à. Vụ đánh ghen ngang ngược này không thể chìm được đâu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.